Rồi rồi. Xong. Rồi chưa nói đi rồi đó. Nói rồi thì. Đâu, bỏ xe điện chở đi dầm cho rồi. Ê còn không? Cái chìa khóa xe cua ý để đâu ý? Cái mà để lót chẳng phải kê cái mỏ luôn rồi. Chứ cha để anh lào cha rồi, cầm lên lào rồi. Hôm qua anh cầm lên lào cha rồi. Ghi số chứ. Không ghi tên ghi số luôn. Quên. Lỡ rồi. À tìm vậy cái bút mà. Do cái não nó để chuyện khác kìa. Nhớ rồi. Một máy. Nhí quay máy, một máy ai biết được. Nhí. Nhớ hôm bữa quay mấy không? 1, 2 mấy. Giữ ghi 1:30 đi rồi chút trừ ra thì. Ok. Nếu quay thì tiếp tục 1:26 tới 1:29, 1:30 thì trừ ra.
31 hả? Ok. Nó lên mang ít chè. Ít chè. Đây 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 đây. Xíu chở đi. Thì xong rồi chị cũng chở đi. Chứ tội. Ê, mặc đồ mà chị mặc bị ngược á. Chị cởi ra không cho cởi. Chị thu cái... kéo ở nhà đó. Chị thu cái tay nó lại kìa. Chị rút ra để chị rút hai cánh tay ra để chị quay lại á. Quay cái áo lại thôi mà. Ta rút không được. Nó duỗi thẳng cái này là cứng ngắc, không cong lại được. Con ngu dễ sợ. Người tưởng mơ cũng ok mà cũng không không được. Chưa thèm chút mà chở đi tiếp. Đây nó nhiều lắm mà Nhi thấy. Nhi cho 5-6 cá. Cầm không thấy chi trơn. À sao chán về rồi sao? Đi đó xíu em chở đi. Đi đâu? Chơi. Tậu mang đồ rồi. À, cái lỡ rồi, thấy luôn đi. Bán gì rồi?
đây là người yêu luôn, ghi một trắc quốc luôn. À, tắt 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 tắt